Hello, chào mừng các bạn trở lại với bài học thiết kế UI UX. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi cái demo số 3 trong bài học số 6. Thì với cái demo này thì các bạn sẽ được hướng dẫn mình hiểu hơn về cái auto layout. Thì với cái phần confirm là cái kỹ thuật auto layout trong Figma, thì với cái ví dụ này thì các bạn sẽ tìm hiểu một cái chức năng rất là mạnh mẽ của auto layout, đó là trong việc thay đổi kích thước của thanh điều hướng chẳng hạn, thì những cái thành phần trong thanh điều hướng đó gồm menu và logo nó sẽ thay đổi như thế nào, hoặc là trong một cái box tin tức, box sản phẩm, khi mà chúng ta thay đổi kích thước của box tin tức sản phẩm đó thì những thành phần trong đó sẽ thay đổi như thế nào. Thì mời các bạn theo dõi kỹ cái phần hướng dẫn ngay sau đây ha. Các bạn sẽ theo dõi cái phần menu trước, cái phần thanh điều hướng trước. Thì thanh điều hướng gồm có cái logo và hệ thống menu. Thì hệ thống menu luôn luôn nằm bên tay phải và thanh điều hướng và cái logo nằm bên tay trái. Khi thay đổi kích thước của thanh điều hướng thì nó sẽ như thế này. Đó. Ngắn hơn thì nó và rộng hơn nó sẽ như thế này. Tức là thanh menu luôn luôn nằm bên tay phải. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, với một cái box sản phẩm như thế này, khi các bạn tăng kích thước, giảm kích thước thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là cái phần mà nút đặt hàng và tên sản phẩm nó giữ nguyên ha. Còn cái menu của mình á, cái hình ảnh của mình á, nó sẽ thay đổi theo cái box á. Thì bây giờ mình sẽ làm điều đó như thế nào thì mời các bạn theo dõi chi tiết ngay sau đây ha. Thì trước tiên chúng ta sẽ sắp xếp. Bây giờ tôi lấy cái này đem ra ngoài. À, lấy cái này đem ra ngoài ha. Bây giờ tôi sắp xếp lại ha. Thì tôi lấy cái logo. Còn trên C, tôi đem logo vô trong. Rồi, tôi lấy logo tôi để đây. Ok, hai logo ha. Rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ lấy cái menu. Đây. Tôi lấy 1, 2, 3, 4, 5. Alt kéo ra. Rồi. Thì với một cái menu sau khi mình đã nhân bản ra thì nó là một cái intention. Ha, khi các bạn chọn một cái menu, các bạn liếc qua bên tay trái, các bạn thấy ở đây là những cái intention nè. À. Thì bây giờ để các menu này nó có những khoảng cách đều với nhau thì chắc chắn là các bạn chọn shift tất cả các menu, các bạn lít chuột phải và chọn cái phần là auto layout. Thì lúc này khoảng cách giữa các button nó sẽ tự động nó đều với nhau ha. Rồi, bước tiếp theo chúng ta cũng chọn cái auto layout của menu này và với cái logo chúng ta bấm chuột phải và cũng chọn là add auto layout một lần nữa. Tức là chúng ta sẽ có hai lần add auto layout. Thì lúc này các bạn thấy nè, giữa cái logo và cái hệ thống menu nó có một khoảng trống như thế này. Thì khoảng trống này là ta gọi là khoảng trống đệm. Thì khoảng trống này hiện tại nó để là 326 pixel. Thì bây giờ mình muốn là thay đổi kích thước thằng lớn thì thằng này nó tự động. Thì chúng ta gõ chữ auto vô đây. Đó. Thì từ đó về sau các bạn chỉ cần là thay đổi kích thước thì nó ha. Khoảng cách giữa cái phần menu với cái logo không có gì thay đổi cả. Các bạn hình dung không? Đó. Rồi. Ok ha. Tức là mình linh động trong cái việc là dàn trang layout. Rồi, ok, cái phần layout ha. Bây giờ tới cái box tin tức. Đấy. Tới cái box sản phẩm. Thì với cái box sản phẩm hiện tại thì nó như thế này. Đó. Thì bây giờ mình muốn là ba cái này mình cho nó thành một cái auto layout. Bấm chuột phải. Chọn là add auto layout. Rồi. Thì lần đầu tiên các bạn add auto layout thì khoảng cách giữa các thành phần này nó đều với nhau. Ha. Do cái hình này nó có khoảng trống nhiều cho nên các bạn thấy hở vậy đó. Nhưng mà khoảng cách giữa các thành phần các bạn thấy nè. Cái phần sọc sọc đỏ đó ha, nó là 10 pixel á. Đó. 10 pixel. Hình dung không? Rồi, bây giờ chúng ta kéo thử nè. Đó ha. Bề ngang, bề dọc nó không liên quan gì gì trơn trời á. Thì bây giờ mình mới bắt đầu mình xác định nè. Cái đối tượng đôi giày này. Đó. Thì khi các bạn double click các bạn chọn được cái hình thì các bạn quan sát bên tay phải phần cái tab design, các bạn thấy xuất hiện cái phần là fixed. Fixed horizontal là vertical. Thì cái này là cố định. Thì bây giờ mình muốn nó không cố định mà nó phải full cái thằng container, tức là full thằng chứa nó
chúng ta chọn là full container. Cái hay cũng vậy, chọn full container nghĩa là với cái vật chứa nó và những thành phần khác, thì ngoài cái vị trí của các thành phần khác ra thì những khoảng trống còn lại nó phải chiếm hết, thì cái đó có ý nghĩa là full container. Thì sau khi mà mình đã xác định cái full container cho cái hình rồi á, thì giờ mình thay đổi cái vị trí nè, thay đổi cái thước của cái container nè. Thì các bạn thấy gì? Thấy cái đôi giày nó sẽ to lớn theo cái kích thước ha. Rồi bây giờ với cái test này thì sao? Khi mà mình chọn cái test này đó, thì các bạn thấy ở đây cũng là fixed nè. Thì bây giờ mình cho nó là fixed theo chiều ngang đi, hoặc là các bạn cho full container theo chiều ngang đó. Thì các bạn sẽ thấy là khi mình thay đổi đó, thì chữ nó nhảy này, thấy không? Ổn không? Đó, các bạn hình dung không? Đó, ok ha. Thì đó là chức năng auto layout trong cái thanh điều hướng và trong cái box sản phẩm. Hy vọng với những cái chức năng bổ sung như thế này thì các bạn sẽ linh động hơn trong cái việc mình sắp xếp các box sản phẩm và box tin tức. Thì ngay từ đầu khi các bạn làm những cái box sản phẩm, box tin tức, các bạn nên xác định trước luôn ha, phần nào là auto layout, để các bạn có thể là chỉnh sửa giao diện hay là chỉnh sửa kích thước của từng row hoặc là từng box nó thuận tiện hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần hướng dẫn vừa rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip demo tiếp theo. Bye bye.